kính chào tất cả mọi người. Hôm nay cuối tuần vào trưa thứ bảy, Sen đang hàng về công ty Đại Kinh Nam, hàng nhập khẩu về. Motor giảm tốc tài năng 55 kW 1/30, 22 kW 1/30. Hết mình phục vụ khách hàng, hàng về liên tục đáp ứng cho nhà máy ở tỉnh miền Bắc và miền Trung trong mùa dịch Covid-19, tức là Đà Nẵng và Hải Phòng đang, Hải Dương đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi chung tay góp sức đưa nền kinh tế của các tỉnh miền Bắc. Công ty Đại Kinh Nam là nhà nhập khẩu động cơ giảm tốc. Mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp hotline miền Bắc 0942877327 và 0917214224. Gặp anh Thiết, địa chỉ 781 Bát Khối, Cường Khối, Long Biên, Hà Nội. Hoặc truy cập vào website daikinhnam.com để biết thêm tí. Thank you.
Nej, jag fattar inte. Covid-19 chúng tôi sẽ hỗ trợ giao tận nơi. Lên 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 lên, phải xin được mấy anh.